Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020. Em xin kính chúc toàn thể quý vị nào đang có nhu cầu mua xe ô tô sớm tìm được những chiếc xe ưng ý nhất, và kính chúc các bác có một cái sức khỏe để chống lại với cái căn bệnh dịch Covid năm 2019 bây giờ. Và anh chị em nào có nhu cầu mua bán xe ô tô đã qua sử dụng thì nhớ liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Anh chị em xem video nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và sau đây em xin quay chào bán một chiếc xe bên em vừa mới về, đó là chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2018 màu trắng, xe tên tư nhân bản L, và phiên bản này là phiên bản đặc biệt có phiên bản Premium. Còn chiếc xe chạy với động cơ là 2.4, chạy khá là tiết kiệm nhiên liệu, chạy hết 6,7 lít 100 cây. Xe này thì bên em đang bán với giá là 550 triệu. Và sau đây em xin quay chi tiết tổng thể về ngoại thất, nội thất và đến máy cho quý vị và các bạn. Và sau đây em xin quay về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe ô tô Nissan Navara sản xuất năm 2018 tên tư nhân, một chủ từ đầu. Xe khá là đều và đẹp và mới nhé. Xe chạy lướt thì bên em cam kết xe không đâm va tai nạn ngập nước. Và chiếc xe này thì chạy chưa hết một dàn lốp, lốp đang còn theo xe. Và các cái khe chỉ rất chi là đều nhé. Xe từ cánh cửa và các cái cabo. Đấy, em quay xa như thế này thì các bác nó quan sát về các khe cánh cửa này, nó rất chi là đều và nó không phải chỉnh sửa nên là nó hiển nhiên là không bị đâm va tai nạn, vừa kính vừa đèn. Và sơn zin còn khoảng 95%. Bằng với cái bản Nissan Navara L bản Premium này thì nó lên khá nhiều đồ chơi. Như nó có cam lùi đây, cam lùn xịn theo hãng đây, và camera hành trình của hãng Nissan Navara. Và có thêm màn hình theo xe. Đấy, em vừa đi một vòng xung quanh cho các bác nhìn các cái khe và các cái đồng của cái sơn. Và các cái khe cánh cửa này, nó rất là đều. Từ cánh cửa trước và cánh cửa sau, nó có cái khoảng cách ánh sáng rất là đều so với những chiếc xe mới, là nó hầu như là giống hệt luôn. Rồi, xe bên em bán với giá 550 triệu, có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho anh chị em nào có nhu cầu, lên đến 6-70% giá trị của xe. Và đây là cái cặp đèn pha này, nó rất chi là sáng. Đấy, đèn pha xịn theo xe thì nó rất chi là sáng và nó rất tinh khít đấy. Đấy, cặp đèn gầm cũng thế. Đấy, đèn gầm nó và các cái mặt ca lăng này. Mặt ca lăng này, nó không bị chảy xước. Đấy, sơn zin nên là nó rất chi là bóng, có thể soi gương được. Đấy. Đây em quay em soi gương em hình thấy hình ảnh của em luôn. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Nó rất chi là bóng và nó mới quá nên ra là nhìn là cái độ phản quang của nó rất chi là đẹp. Vâng, anh chị em xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em thì chuyên về các dòng xe bán tải máy dầu. Các bác có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác qua địa chỉ đối diện bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Lót thùng nó rất mới, hầu như là không chở hàng nên là nó quá mới luôn. Đây, vừa rồi em vừa mới quay về cái phần ngoại thất, và sau đây em nên quay về cho anh chị em xem cái lốp và cái gầm của cái xe nhé. Đây về cái lốp, về quý vị các bạn là quan sát này, lốp là cái năm sản xuất của nó. Đấy, 2018 toàn bộ năm lốp đều là 2018 hết.
và cái gân rất chi là dày, và cái lốp này nó còn mới nên là cái gân lốp rất chi là dày. Và cái phần gầm đây, phần gầm phía trong này, các ốc này, giảm sóc này và thụt này hầu như là zin hết, đi rất chi là chắc. Bên em đã chạy thử và kiểm tra rất chi là chắc. Đây em hướng máy quay về cái phần gầm phía trước của máy. Đây là hầu như là đi trong phố nên là cái phần nhựa này nó rất chi là đều và đẹp, nó không bị chảy xước. Và đặc biệt là cái ở dưới này máy nó rất chi là khô ráo, không hề chảy dầu hay chảy mỡ gì. Và đây, đây là cái lốp phía sau thì cũng là đát 2018 hết đấy ạ. Đấy, đát như nhau hết, toàn bộ thông số đều là thông số theo xe cả năm của cả lốp Scu luôn. Và đặc biệt là cái sassi phía trong này nó không có han mọt gì hết nhé. Đấy, sơn zin của nhà máy nguyên hết toàn bộ luôn. Đây em hướng máy quay xuống phần gầm cho anh chị em xem cái gầm phía sau. Thì cơ bản cái phần gầm phía sau đây, nhìn các ốc này hầu như là chưa có dấu vặn và đang còn rất chi là vàng. Đấy, toàn bộ ốc này chưa có dấu vặn và vàng chóe luôn. Toàn bộ sơn zin hết như sắt cầu thứ và chưa có dấu hiệu tháo lắp vặn kiểm tra. Và đây là cái lốp sơ cua cũng rất chi là mới đấy ạ. Đó. Và tiếp tục xin mời quý vị và các bạn cùng em quay khám phá về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Về nội thất thì là trang bị ghế da rất chi là đều và đẹp đây. Màu vàng rất chi là hợp với lại tabi, cái cánh cửa và toàn bộ nội thất nữa. Phối màu rất chi là đều và đẹp. Đặc biệt là cái vô lăng của cái chiếc xe này hầu như là không vặn mấy nên là nó mới quá, nó mới thật. Này, cái gân ra hai bên tay là chưa bị chảy xước này, và sơn zin của nhà máy hết toàn bộ đây. Nếu như hai cái này và hai cái núm quầy này này, nếu chiếc xe sử dụng nhiều là nó sẽ bị bạc và nó mất cái gân gà này, và toàn bộ hai cái cầm tay bên mình, cầm tay bên này là nó sẽ bị mòn. Và từ cái củ số đây nó cũng rất chi là đều và đẹp đấy, toàn bộ là rất chi là mới. Bóng khí còn zin hết và màn hình DVD theo xe đây. Đấy. Cây số là chính xác, con này là chạy được 5 vạn mốt chuẩn luôn nhé các bác nhé. Không, các bác không tin mang bất kỳ đâu kiểm tra được hết. Em cam kết về cây số, về chất lượng, không đâm va tai nạn. Và chiếc này thì có thêm bản premium, có thêm camera hành trình. Đây là chiếc camera hành trình theo của nhà hãng Nissan. Đấy, rất chi là mới. Và thêm một số chi tiết điều hòa, điều hòa mà nóng lạnh và các thứ đây đều hoạt động rất tốt. Em kiểm tra rồi. Đây là cái sạc Navara đựng đồ và cái sạc thêm dòng điện 12V sạc cho điện thoại. Toàn bộ ốc cánh cửa đây, em quay cho anh chị em xem, ốc cánh cửa là zin hết. Và cái tay mở cửa này, đấy, cái tay vào mở cửa này hầu như là nó sơn zin này, không chảy xước này. Toàn bộ các cái này mạ chrome rất chi là đều và đẹp. Đấy. Chỉ cánh cửa là chỉ zin nhé. Đấy, toàn bộ chỉ zin hết. Và ốc khóa, ốc cái thứ là nguyên zin. Và các nút dập, khi vạch ra cái nút dập này nó nguyên hết. Đấy. Toàn bộ sơ ly kính, em quay vào cái sơ ly kính là số 8 hết đây. Đấy, sơ ly kính Nissan. Toàn bộ zin hết toàn bộ. Và về nội thất thì cái trần này, trần nỉ rất là đều và đẹp. Đấy. Toàn bộ tay mở cửa và tay nắm hai bên. Đấy. Rất chi là mới. Và phần ốc cánh cửa đây là zin nhé. Đấy. Về cái cánh cửa phía sau đây em quay cho anh chị em xem. Đấy. Cánh cửa phía sau hầu như là nguyên zin. Đinh dập, toàn bộ đinh dập zin hết. Tay mở cửa rất chi là mới và đều và đẹp đây. Đấy. Tay inox và ghế, hàng ghế phía sau không hề bị chảy rích rách gì cả. Nội thất cực kỳ thơm, mùi xe mới. Và đặc biệt Nissan nó có thêm dàn cửa gió điều hòa cho người ngồi phía sau nên là nó rất chi là mát cho người ngồi phía sau. Và cái thùng sau thì hầu như không chở hàng nên là hai bên thành không bị chảy xước và cái đáy thành không cong vênh, nó chỉ bẩn thôi. Toàn bộ cặp đèn và ốc là zin hết này. Đèn và ốc là zin hết. Đấy. Và đặc biệt là cái chỉ cabo, chỉ cốp sau zin
toàn bộ, và cái túi ni lông mà của hãng dán nó còn chưa bị bóc ra đây. Đấy, toàn bộ ốc các cái pa này là nguyên hết nên là tiệt nhìn nó là không bị đâm vào. Đây là hai cái cánh cửa bên phụ và cánh cửa phía sau chỉ zin hết, đinh dập của nhà máy hãng ra, khóa chưa phải chỉnh. Và cái xe mà bị va vào cánh cửa bên nào thì cái khóa bên đấy phải buộc phải chỉnh. Đấy. Và cái chỉ cánh cửa đây. Đấy. Với cái xe nhập này thì đóng cửa rất là chắc chắn, nghe nó cực kỳ chắc luôn. Và đây là cái kính Nissan. Kính của Nissan 208 rất chi là đấy, thông số 218 đầy đủ hết. À, với cái cánh cửa phía trước bên phụ đây chỉ là zin toàn bộ luôn. Đấy, anh em cứ xem cảm thấy nó rất chi là đẹp đấy. Đấy, toàn bộ đinh dập nguyên hết và tay tay mở cửa rất chi là đều và đẹp đây. Đấy. Ốc cánh cửa là zin 100% đấy ạ. Và tay khóa mở. Sau đây em hướng máy quay về cái phần đầu xe. Cái phần đầu và máy thì cam kết với anh chị em là máy zin, số zin và đầu đèn các thứ là nguyên zin. Từ các ốc đèn đây nó chỉ bám bụi thôi. Còn qua thời gian nó bám bụi lên này là nó chiếc xe này rất ít khi sử dụng. Và cái ốc tai hai bên thành là nguyên zin, ốc cabo là nguyên hết toàn bộ. Đấy, ốc cabo là nguyên hết toàn bộ. Đây là củ ABS chưa hề dấu vặn này. Chiếc xe này em để nguyên mộc thế này cho bác quay cho bác cho nó thoải mái. Đấy, xe này hầu như là các ốc là nguyên hết và cái ốc khóa này, khóa cabo này đang còn giấu ở nhà máy chưa bị vặn ra nhé. Đấy các bác xem đấy, hoàn toàn là nguyên zin. Và đặc biệt là đây các cái ốc máy zin hết toàn bộ luôn. Đấy, cổ xả là nguyên zin. Vâng, em quay lúc máy đang hoạt động đây, tiếng máy nó hoạt động rất chi là êm và trơn tru đây. Đấy, các bác nghe tiếng máy chưa? Nó êm, rất chi là êm đấy. Máy dầu và cái dàn điều hòa này, đây, nó ra mồ hôi này, là điều hòa rất tốt này. Đấy, có lượng mồ hôi và nó rất chi lạnh. Đấy, cái dàn điều hòa nó như thế là rất rất chi là lạnh sâu. Và cái cụm đèn này, đấy, rất chi là sạch và có độ sáng nó trong vắt luôn. Đấy, nhìn nó rất là dày dặn và toàn bộ các cái này thế, cái mặt ca lăng ốc đấy, đèn nó sáng có thể soi gương được nên là cái xe đèn xịn và bao giờ nó hơn cái đèn tàu đấy, và nhìn nó dày dặn hơn. Và vừa rồi em vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2018, tên tư nhân, một chủ từ đầu. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 550 triệu. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090 hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.